Đường vào Phnom Penh. Số 6. Tác giả Bùi Cát Vũ. Thật ra, trong thâm tâm, chúng nhận định rằng lực lượng cách mạng không đủ sức và cũng không dám tấn công toàn diện, mà nếu chỉ giải phóng đến bờ đông sông Mekong để lập căn cứ cho mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thì lực lượng cách mạng sẽ xa lầy đến ngực, vì vùng này toàn là rừng, ít dân. Nếu chúng lùa dân đi nữa thì là vùng không dân, kinh tế không có gì, đường xá rất ít, phạm vi rộng, hậu phương xa. Ta sẽ tiêu tốn nhiều sức người, sức của, không thể nào chịu nổi trong cuộc chiến tranh lâu dài. Chừng ấy chúng tha hồ giành chủ động ở biên giới phía Bắc, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trung tuần tháng 12 năm 1978, coi như mọi mặt chuẩn bị xong. Ngày 20-21 tháng 12 năm 1978, chúng phát động tấn công mùa khô trên toàn tuyến. Chúng tung 3 sư đoàn vào đánh chiếm Bến Sỏi, Hảo Đức, Hòa Hội thuộc huyện Châu Thành, trong kế hoạch bước đầu đánh chiếm toàn tỉnh Tây Ninh, dùng 3 sư đoàn đánh từ Mi Mốt xuống Cà Tôm, Bắc Tây Ninh để phối hợp với cánh trên chiếm Tây Ninh, rồi sau đó tăng thêm lực lượng tiến xuống Bắc Sài Gòn, ném 3 sư đoàn vào đánh Bảy Núi, An Giang và Trà Phố, Trà Tiên đến nhà máy xi măng Kiên Lương, Kiên Giang. Đưa 2 sư đoàn vào Đôn Phục, Đồng Tháp và Hương Điền, Long An. Về phía cách mạng, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước ra đời, lãnh đạo của cách mạng Campuchia, bộ chỉ huy tiền phương hai bên được thành lập để chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang hai bên. Dùng kế địch để thực hiện kế ta, ngày 23 tháng 12 năm 1978, không thể để cho quân địch phá hoại lúa mùa vừa chín tới dọc bờ sông Vàm Cỏ, binh đoàn Cửu Long được lệnh tấn công tiêu diệt quân địch đã vào sâu bên trong đất ta sớm hơn thời gian dự định. Ngày 28 tháng 12, Liên quân Việt Nam Campuchia trên hướng Bắc cũng bắt đầu phản công, đánh chiếm Croche, Tung Teng, Sơ Tông, Đâm Be, Suông, Chúc dọc theo bờ trái sông Mekong, cắt đường rút lui của 9 sư đoàn địch đang triển khai tấn công sang đất ta. Như vậy, ta làm theo dự kiến của Bắc Kinh và tay sai Pol Pot Ieng Sary là chiếm vùng rừng núi Đông Bắc đến bờ trái sông Mekong. Xa vào kế dụ địch vào sâu của chúng, chúng ra lệnh cho tất cả các đơn vị của chúng luồn lại đánh phá phía sau ta. Về binh đoàn ta, từ 23 đến 28 tháng 12 năm 1978, đoàn 341 và đoàn 2 cùng 2 trung đoàn của tỉnh Tây Ninh và lực lượng địa phương dân quân du kích huyện Châu Thành đưa một số bộ phận pháo binh, xe tăng thiết giáp, chi viện đã vây chặt và tiêu diệt gọn thành phần nòng cốt của 3 sư đoàn 707, 221, 340 của địch, gồm cả 3 sở chỉ huy nhẹ sư đoàn. Bộ phận còn lại của 3 sư đoàn này quay ra lập phòng tuyến đường 10 từ Công Pông Trạch đến Svai Riêng để ngăn chặn ta. Ngày 1 tháng 1 năm 79, sau khi điều chỉnh lực lượng, binh đoàn tiến hành đột phá tuyến đường 10. Do ta chưa tích cực vòng sâu vào phía sau lưng địch nên ngày ấy ta chưa giải quyết được. Ngày 2 tháng 1, ta tấn công thì địch bị vỡ. Cũng trong ngày 2 tháng 1 năm 79, có một máy bay Boeing của Trung Quốc từ Bắc Kinh đến Phnom Penh trong một chuyến bay bất thường. Và ngay đêm 2 dạng ngày 3 tháng 1 năm 79, chúng ra lệnh cho lực lượng ở Svai Riêng rút về phía sau để bảo toàn lực lượng và phòng thủ từ phía Sơ Cách đến Prey Veng dọc sông Mekong. Ở hướng Bắc và Đông Bắc cũng thế, sau khi ta tiêu diệt một số, địch tan tác hốt hoảng, chúng được lệnh rút lui vào ngày 3 tháng 1 năm 79 về phòng thủ hai bên bờ sông Mekong. Sau khi phá vỡ tuyến đường 10, binh đoàn ta được lệnh phát triển tấn công đến bờ sông Mekong dọc theo trục đường 1. Đêm 3 dạng 4, đoàn 7 đã cắt địch ở Phrey Nhây trên đường quốc lộ Đông Svai Riêng 20 cây số. 3 sư đoàn địch ở đường 10 bị cắt mất đường chạy bằng cơ giới.
lực lượng địch ở đường 1, phía Sveirien là sư đoàn 460, trung đoàn 805 và trung đoàn độc lập 804 bị đoàn 9 và đoàn 2 của ta chia cắt truy đuổi, cũng tháo chạy tan tác. Thế là chúng bỏ xe, bỏ pháo từng tốp chừng vài ba chục tên, đạp rừng đạp ruộng, chặt chuối lội sang sông. Tên Gen nắm một bộ phận sư 805 và gom góp tàn quân các sư khác tổ chức ngăn chặn đường đến nước Lương. Ngày 3 tháng 1 năm 1979, cánh liên quân hướng Tây Nam của ta mới bắt đầu nổ súng, mở cửa vào dãy núi Som, Tà Keo. Thế là trong vòng 10 ngày trên toàn bộ tuyến biên giới, ta xóa gần hết 10 sư đoàn mạnh, xương sống của quân đội Pol Pot Yen Sri. Binh lính địch trong các sư đoàn này một phần lớn tan rã vào trong dân. Đó cũng là hậu quả tất nhiên của chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Sri áp dụng trong quân đội của chúng. Tuy vậy, trong lúc tôi ghi chép vào sổ tay những dòng trên đây thì tôi cũng nghĩ rằng quân đội Pol Pot chỉ mới tan rã một bộ phận quan trọng. Chúng đang rút về phía tây sông Mekong để phòng thủ Công Pông Chàm, Nông Pênh và các tỉnh phía tây, tây bắc, tây nam. Rừng núi phía tây bát ngát với những dãy núi Tượng, núi Các Đa Môn. Rừng núi phía bắc giáp với Thái Lan là chỗ dựa lâu dài cho chiến tranh du kích trường kỳ theo quan điểm của chúng. Nếu ngày mai đây giải phóng được Nông Pênh, đó là điều chắc chắn rồi, thì cuộc chiến đấu tiếp theo vẫn còn gay go ác liệt. Chương 7. Bến Nước Lương. Đêm 6 dạng 7 tháng 1 năm 1979, đã khuya mà sở chỉ huy tiền phương binh đoàn người vẫn ra vào tấp nập. Đêm nay đèn điện sẽ thắp đến sáng. Anh Vũ Thành, chủ nhiệm hậu cần binh đoàn, đích thân đưa xuống 30 xe tải của cấp trên mới tăng cường, chở theo lương thực, quân trang mới, sữa đủ bồi dưỡng cho mỗi chiến sĩ một hộp. Anh Tiến, trưởng phòng tuyên huấn, cũng đưa xuống mấy xe bằng cờ biểu ngữ, truyền đơn, quyển cương lĩnh, máy phóng thanh, loa điện. Cùng đi có các nhân viên báo chí, nhiếp ảnh, quay phim Việt Nam và SPK, các đội công tác Campuchia. 4 tiểu đoàn thuộc binh đoàn 1 của bạn cũng lần lượt đến. Các cán bộ, nhân viên cơ quan binh đoàn nhập làm một với cơ quan đoàn 7, gồm toàn anh em năng nổ thạo việc, nhưng lắm lúc cũng ngớ người ra, không biết giải quyết việc nào trước, việc nào sau. Trong lúc ấy, dù bên ngoài vẫn ừ hử với các câu hỏi của anh em cơ quan, nhưng tâm trí tôi lại dồn hết về phía bờ sông. Bỗng về phía tôi đang mong đợi, rộ lên tiếng súng đủ loại. Chuông điện thoại reo, tôi chạy vào rằng ống nghe trên tay đồng chí trực máy. Đồng chí nào đó không xưng tên, báo cáo là đoàn tàu ta lên, bắn cháy tàu địch. Ở đây cũng trông thấy ngọn lửa. Mừng quá, chúng tôi reo lên như vỡ chợ. Nhưng sau một hồi yên lặng, không thấy ở bên báo gì thêm, tôi sinh nghi, quay máy đòi gặp anh Ba Bì. Chờ một lát, anh Ba Bì mới cầm máy trả lời là bộ binh ta bắn cháy tàu địch, chứ không phải là tàu ta lên tới. Thế là mừng hụt. Cho đến 20 giờ 40 phút, tôi đang nuốt vội bát mì tôm để trừ bữa ăn chiều, thì phía hạ lưu, chỗ lúc nãy, súng lại nổ. Chạy ra sân xem, thấy đạn tín hiệu xanh đỏ trắng bay lên như những đóa hoa sen lẫn trong những chùm tia nhỏ đỏ thẫm của đạn lửa AK. Mọi người xung quanh, từ vệ binh đến anh nuôi, lái xe, đều biết sự mong đợi của chúng tôi. Reo lên inh ỏi, tàu mình rồi, lần này chắc rồi, anh em bắn tín hiệu đấy. Không, anh em bắn dọa địch đấy chứ. Không, bắn chào mừng đấy. Ồ, thích quá, đẹp quá, y như là pháo hoa. Tôi nhắc anh Ba Bì cho anh em bắn tín hiệu, coi chừng đêm tối nhập nhoạng lại choảng nhau thì nguy. Độ 20 phút sau, anh Ba Bì báo về là đoàn tàu 962 đã lên tới nơi. Tôi hỏi có chắc không? Anh bảo, anh Huỳnh, trung đoàn phó trung đoàn 960 Hải quân, đi chiếc PCF đã đến chỗ anh ấy. Anh hỏi tôi có cần gặp anh Huỳnh trong điện thoại không? Tôi ra bờ đê, chui vào xe thông tin báo cáo về sở chỉ huy cơ bản. Đầu dây bên kia là anh Nam Phong, tham mưu trưởng binh đoàn. Anh Nam Phong rất mừng. Anh cho biết, bạn ở hướng Bắc cũng đổ bộ sang Công Pông Chàm. Bạn hướng Nam đã chiếm được Tà Keo, Tà Ni. Anh cười bảo, tôi đã có kế hoạch rồi. Anh vào tới là tôi cũng tới ngay đấy, anh bà à.
chúng tôi di chuyển sở chỉ huy ra bờ sông Nước Lương theo kế hoạch. Có lẽ từ lúc trèo lên cây thốt nốt cao nghệu để cột cần anten, xe thông tin này mới được sử dụng vài ba lần. Nhưng khi được lệnh di chuyển, anh em cuốn gói rất nhanh, nói cười tíu tít trong đêm tối. Vừa đến bến phà, chúng tôi gặp ngay anh Huỳnh, trung đoàn phó trung đoàn 962. Anh Tám Danh, trưởng phòng quân báo, ôm anh Huỳnh đấm lưng lụi hụi, giọng nói tỉnh rụi. Cha nội làm người ta chờ muốn chết, binh chủng con cưng mà. Hai anh quen thân đã lâu và mới cách đây 10 ngày, anh Tám Danh đã cùng với tôi xuống Cần Thơ, Hồng Ngự, Tân Châu để giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng giữa Trung đoàn Hải quân 962, Trung đoàn 113 đặc công và Trung đoàn Bộ binh Đồng Tháp về nhiệm vụ này. Anh Huỳnh tươi cười, trông hiền lành. Anh nói, ông ơi, còn cừng còn cúng gì? Rồi anh trải bản đồ ra báo cáo với tôi. Trung đoàn 962 cứ theo kế hoạch, ngày N là mùng 8 tháng 1, nên khi nhận lệnh hành quân thì gấp quá rồi. Tàu ta mới lên tới Vĩnh Sương, gặp 5 tàu chiến địch phối hợp với chốt trên bờ và trận địa pháo 105, ngăn chặn quyết liệt. Phải đổ bộ trung đoàn đặc công 113 lên trục nó cả giờ mới đi được. Ta bắn chìm 2 tàu địch, còn 3 chiếc nó chạy. Ta đuổi theo, nhưng tàu ta mèn quá, rượt không kịp. Địch trên bờ cứ từng cụm 5-7 khẩu DKZ 12 ly 8 bắn suốt. Tàu ta ở giữa sông vừa bắn vừa lên. Đến Sa Ma, leo khỏi biên giới 6 cây số lại gặp 2 tàu chiến Monito loại tuần biển của Mỹ có pháo 105. Ta dàn đội hình PGM và PCF ra đánh. Bắn chìm một chiếc, còn một chiếc tụi nó nhảy xuống sông, bỏ tàu thả trôi. Ta cặp vào lấy súng. Đến Cù Lao Pốt Peng Leng, cách biên giới 19 km, lại gặp địch ở trên Cù Lao và hai bên bờ bắn ra rất mạnh. Ta dùng hỏa lực chế áp và dùng khói mù che đội hình vượt qua. Ta bắn cháy một xà lan chở dầu. Từ đó trở lên, nhờ có bộ binh của ta kiểm soát trên bờ nên êm. Tôi siết chặt tay anh Huỳnh, biểu dương Trung đoàn 962 Hải quân và Trung đoàn 113 đặc công. Trong kháng chiến chống Mỹ, anh em chúng tôi từng đưa xe qua tất cả các con sông ở miền Đông Nam Bộ. Từ lúc đưa những chiếc tăng M41 đầu tiên lấy được của địch qua sông bằng bè tre, cho đến khi có phà nặng, phà nhẹ của công binh kéo dây hoặc chạy máy đẩy. Mỗi đêm vượt sông khắc sâu một kỷ niệm, một niềm vui khó quên, vì nó gắn liền với một chiến dịch tấn công lớn mà người lính già, lính trẻ gặp nhau thường hay nhắc đến. Nhưng chưa có đêm vượt sông nào lại náo nức rộn ràng như đêm nay. Trên sông Nước Lương hồi trưa này còn vắng vẻ là thế, mà giờ đây đã trở thành một bến cảng thực sự. Hai chiếc PGM, loại tàu tuần ven biển, thả neo ở hai bên lạch trước mũi Cù Lao. Sau nó là hai hàng 13 chiếc PCF, loại tàu chiến đấu trên sông. Phía dưới hạ lưu có 8 tàu xi măng bảo vệ xung quanh 13 chiếc tàu hóa mồm loại nhỏ LCM-6, chở đầy lính thuộc đoàn 113 đặc công. Tàu nào cũng có đèn đỏ, đèn xanh trên cột. Giữa bến phà, đôi bờ, 6 chiếc tàu há mồm loại to LCM-8 đan chéo nhau luân phiên cập bến. Trên tàu, đèn tín hiệu đỏ chớp tắt lia lịa. Những ngọn đèn pha chói mắt thỉnh thoảng quét trên mặt sông và soi lên bến cho xe xuống tàu. Không phải là có chăng quên đèn đâu, nhưng vì nhường bến cho nên hai chiếc phà công binh của Lữ 25 tạm nép qua một bên sau khi đã chuyển được hai chuyến. Các đơn vị thuộc binh đoàn 1, quân đội nhân dân cách mạng Campuchia đã sang sông xong. Bây giờ đến lượt các binh chủng bảo đảm và các đơn vị cơ quan đoàn 7. Trên bến, rầm rĩ tiếng động cơ xe tăng M113, xe tải, xe kéo pháo và các loại xe đặc chủng, xe chỉ huy. Thỉnh thoảng lại nổi lên một vài câu cãi cọ vì giành nhau qua phà. Ơ kìa, đi đâu mà bướng thế ông tướng? Cho lên đi cùng đơn vị mà. Không đơn vị gì cả, ai đến trước qua trước. Trung đoàn 14 đây mà,
các đồng chí không thấy ký hiệu dán trên kính đây sao? Không 14, 15 nào cả. Xe quân trang không qua kịp thì lấy đâu quần áo mới cho anh em thay. Những câu cãi cọ cũng chẳng đáng trách mà lại dễ thương làm sao ấy. Anh Thiện tham mưu phó đoàn 7, bình thường ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành là thế, mà lúc này anh cũng quát luôn miệng. Dọc bờ sông, từng nhóm chiến sĩ hút thuốc tán chuyện. Đó đây lốm đốm những bếp lửa của các anh nuôi chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp như một phiên chợ đêm. Ánh đèn xanh đỏ tím vẽ loằng ngoằng trên mặt nước những con rắn khổng lồ. Chúng theo sóng tàu xô vào bờ, phủ qua những cái đầu đang lặn ngụp bơi lội, phì phèo ý ới. Thỉnh thoảng một cú đèn pha bất thần dọi lên bãi, làm lộ bí mật mấy thân hình tồng ngồng. Ê, đừng giỡn mấy cha, có nữ đội viên công tác đấy nhé, không phải là vương quốc của giống đực không đâu. Đố ai tìm được dấu vết mệt nhọc của 6 ngày đêm dòng dã hành quân, chiến đấu với cường độ tưởng chừng ngoài sức chịu đựng của con người. Chiến sĩ ta đánh giặc giỏi, làm công tác dân vận giỏi mà cũng rất nhạy cảm với cảnh đẹp thiên nhiên. Có lẽ vì thế mà chiến sĩ hay làm thơ. Nách lương, tiếng Khmer có nghĩa là nàng lương. Chắc ở đây xưa kia xảy ra một chuyện buồn thảm về thân phận người con gái tên Lương. Cách Vai Riêng 68 km, Sài Gòn gần 200 km, Nông Pênh 60 km. Cho nên hồi trước nước Lương có nhiều hàng quán với món ăn đặc biệt của cá tôm Mekong nổi tiếng là ngọt thịt. Nick Lương đãi khách chờ phà. Vì thế mà tên hố lương quen thuộc hấp dẫn anh em quê miền Nam. Còn lính quê Bắc thì đây là dòng sông Mekong chảy qua ba nước anh em Lào, Campuchia, Việt Nam đã hằn sâu vào tâm trí từ hồi ngồi trên ghế nhà trường. Ai cũng muốn hớp một ngụm nước sông, ai cũng muốn tắm, ít ra cũng rửa mặt, không thì cũng khoát tay xuống nước một cái như anh em lái xe. 3 năm 8 tháng rồi, nước Lương điêu tàn hưu quạnh dưới chế độ rào tường, giáp ngõ, cấm chợ, ngăn sông của Pol Pot. Đêm nay, nước Lương hồi tỉnh, mãnh liệt tưng bừng mở hội. Như nhờ có phép thần tiên mà nàng lương thoát nạn từ cõi chết trở về. Ra đến giữa sông mới biết sông rộng, gió sông Mekong làm mát da mát thịt, mát tận trong lòng. Đến sở chỉ huy mới, anh em mới triển khai xong trong một doanh trại lính Pol Pot, chúng tôi gặp anh Ngọc Ánh và anh Vịnh đang là nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị ở phía tây sông. Sau khi nghe các anh báo cáo tóm tắt tình hình, chúng tôi đi ra chỗ bến phà xi măng cũ thăm bà con Campuchia đang tụ tập ở đó. Anh Tư Sen, trưởng phòng dân địch vận binh đoàn, cùng với một số cán bộ của ta, các đội viên công tác của bạn, cả Xà Vây, Chan Thu, Sam Môn cũng đang có mặt ở đây. Anh em cho biết bà con ở đây là người trong phum. Hôm qua tụi nó lùa dân đi hết, bà con này trốn ở lại. Trong phum vắng vẻ, bà con sợ nên kéo ra đây. Bà con cho biết hơn 10 ngày rồi chúng nó đưa nhiều xe, nhiều pháo và lính đông lắm sang miệt Vai Riêng. Nhưng hai hôm nay chúng chỉ lội sông về lẻ tẻ thôi. Tôi ngồi trên mặt đất kéo một em bé đứng cạnh, choàng tay ôm lấy nó. Tôi cố gợi cho đồng bào nói, tôi muốn nghe tận tai tiếng nói chân thật của bà con. Bà con thay nhau kể, bổ sung, nhắc nhau từ chuyện sinh sống làm lụng trong công xã, chuyện làm phân bằng xác người để đại nhảy vọt, cho đến chuyện ăn ca đánh giết hành hạ người dân, chuyện ăn ở mặc của bà con, chuyện cưới xin, tình cảm nam nữ, chuyện gia đình ly tán, chuyện sư sãi bị giết, chùa chiền bị đập phá. Nhà văn Nguyễn Thế Trung ngồi bên cạnh tôi, bấm đèn pin ghi chép mà nước mắt rưng rưng. Từ ngày đầu chiến dịch đến nay, anh Trung đi với tôi như hình với bóng. Tôi ở đâu, đang làm gì, ngoái lại sau lưng, cũng thấy anh đang ghi ghi chép chép. Mấy hôm ở Đôn So, Prey Nhê, anh rủ tôi đi xem dấu vết của những công xã như những người khảo cổ. Chúng tôi tìm đủ chứng tích và hiểu rằng các công xã của Pol Pot Ingseri là một thứ chế độ nô lệ.
có khi còn tàn bạo hơn chế độ nô lệ thời Trung Cổ. Nó xóa bỏ cơ sở gia đình. Nó phân ra nô lệ lão ông, nô lệ lão bà, nô lệ đàn ông, nô lệ đàn bà, nô lệ trẻ con. Hôn nhân hoàn toàn do Anka sắp đặt bằng những đám cưới tập thể. Vợ chồng được ngủ chung với nhau có định kỳ như bỏ giống súc vật. Còn Anka là bọn chủ nô có gia đình riêng, có nhiều vợ, biết dùng radio cassette, phích nước đồ sứ Giang Tây chế tạo tại Trung Quốc. Khi bà con cạn lời, tôi hỏi những điều đã nghe mà lòng còn ngờ vực. Ba người ăn nửa lon gạo mà làm lụng nặng nhọc hơn 10 giờ mỗi ngày thì làm sao bà con làm nổi? Bà con gần như đồng thanh đáp, phải nổi chứ, đi té lên té xuống cũng phải làm. Nó khoán một ngày 2 thước khối đất, ngày nào làm không đủ thì dồn qua ngày sau, nên có lúc muốn chết còn khỏe hơn. Mấy năm nay Phung ta chết chừng bao nhiêu người? Độ phân nửa, còn bị đem đi biệt dạng thì nhiều. Thấy không khí bi lụy quá, tôi xoay qua chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi hỏi, này các cô, làm lụng nặng như vậy mà mỗi năm nó phát cho có một bộ quần áo thì làm sao đủ? Các cô gái trốn mặt sau lưng các bà mẹ, lén nhìn chúng tôi trong bóng tối. Một bà mẹ nói, mặc cỡ gì, ông hỏi cho biết mà. Vậy nè, tối đi làm về thì cởi ra giặt phơi gió ở chuồng, ôm nhau mà ngủ. Gà gáy dậy bận vô, nó còn ướt thì làm việc tới sáng nó khô. Tôi tìm cách thăm dò lòng dạ của nhân dân Khmer đối với nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi hỏi, Anka nó nói Việt Nam là kẻ thù, Việt Nam là xâm lược, bụng bà con mình nghĩ sao? Mọi người xôn xao, giành nhau đáp. Tôi phải đề nghị bà mẹ lúc nãy nói thay. Mẹ nói, đừng nói vậy, tội chết. Mấy hôm nay, đêm nào người già cũng lấy vỏ thốt nốt, làm nhang, chắp tay lạy về hướng vai riêng, cầu trời khấn Phật cho quân giải phóng về tới đây cứu bà con. Nếu giải phóng dừng lại ở vai riêng thì bà con ở đây chết hết. Tôi cố gượng hết sức mà hai môi tôi cứ run run, giọng nói méo mó, đứt quãng. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Mẹ cứ kêu chúng con bằng con. Cứu mẹ, cứu nhân dân Campuchia của mẹ là trách nhiệm của chúng con. Các con về trễ là các con có lỗi với bà con rồi. Các cô đội viên công tác khóc thút thít. Một ông cụ nói, anh em Việt Nam là người ơn bộ đội giải phóng của cụ Hồ cứu nhân dân Khmer lần thứ hai. Tôi chắc chắn bà con Khmer lần này đâu cũng thương bộ đội giải phóng nhiều nhiều. Khi trước bộ đội giải phóng về nước, bà con khóc. Bà con sợ Anka nó tới đánh bà con, không dám nói ra miệng, chứ trong bụng nhớ hoài. Nhìn bà mẹ già móm mém, tôi chợt nhớ bà mẹ So ở Ba Nam, chỉ trên dòng nước này, không đến 1 giờ thuyền chèo. Bà mẹ So, đầu cạo chọc láng bóng và 2 vành tai dài như tai Phật, cũng móm mém như bà mẹ này. Mẹ So vui tính lắm. Mẹ bắt đầu quen anh em bộ đội giải phóng Việt Nam. Khi mẹ nghe anh em nói tiếng Khmer, bắt cá thành ra bắt con gái, chập sẩy thành ra chập rẩy. Mẹ cười ngất. Mẹ bảo, chập sẩy xì ban, chập rẩy xì ót ban tê. Bắt cá ăn được, chứ bắt con gái không ăn được đâu. Mẹ thương con giải phóng Việt Nam. Ngoài việc ép ăn ép uống, mẹ còn hay cặp đôi anh em với các cô gái ngoan nhất vùng. Anh em nói có vợ rồi, mẹ không tin. Nhưng sau rồi mẹ hiểu, mẹ không nói đến chuyện ấy nữa. Mẹ cứ hay nói với làng xóm rằng, cũng thời là một thứ người, nói một thứ tiếng, sao mà các con giải phóng Việt Nam hiền quá, tốt quá, dễ thương quá. Còn tụi ruôi thiệu Sài Gòn thì dữ quá, ác quá. Hồi nó càn lên đây, nó gom hết thảy, từ ông Phật đến cái váy phụ nữ. Có thằng, nó chĩa súng biểu mẹ đưa vàng. Mẹ làm bộ lục túi chậm chậm. Nó nói, có mấy cái túi mà bà già lục lâu quá, để tôi lục dùm cho. Rồi nó mò từ trên cổ xuống lưng xà rông của mẹ. Nhớ mẹ So, tôi hỏi, bà con ơi, dân Ba Nam còn ở chỗ cũ không?
Ba Nam tiêu hết rồi. Pol Pot nói dân Ba Nam thương Việt Nam, nó đưa lên quốc sát lâu rồi. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.